chức hội mộ an bằng. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây tiếp theo là hồng trương xin chủ đề. Quý hội đoàn, quý ông bà, toàn thể anh chị em và gia đình ta quý, đặc biệt anh chị Khánh Thủy, ban viên phân ban thông tin báo chí hội mộ an bằng hải ngoại. Tôi xin được phép đại diện ban tổ chức ngày hội mộ an bằng hải ngoại tại Florida vào ngày 14 tháng 7 năm nay. Kính thưa ta quý và anh chị Khánh Thủy, được tin vụ an tôn qua đời, chúng tôi vô cùng thương tiếc và xin thành kính chia buồn với gia đình. Cuộc đời cụ An Tôn đi đâu, sống đâu cũng luôn có tinh thần giúp đỡ và hướng về quê hương, đặc biệt là người con dân An Bằng. Thật là tấm gương tốt cho giới trẻ chúng tôi đã kính nhớ. Một lần nữa xin chân thành thông lưu và chia buồn với gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa mở thương cho linh hồn An Tôn. Xin mẹ Maria Noan Uy cho gia đình tang quý. Amen. Xin cảm ơn các anh đại diện hội mộ an bằng. Tiếp đến xin mời họ trương và sau họ trương thì họ văn tình để chuẩn bị. Xin mời. Thank you.